Triệu Lệ Dĩnh chính thức lao vào cuộc chiến giành quyền nuôi con với Phùng Thiệu Phong vì mẹ chồng. Sau hơn một tháng ly dị, cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn còn nhiều vướng mắc, trong đó con trai chung của hai người là vấn đề cần giải quyết hàng đầu. Mới đây, trang QQ xuất hiện một bài viết của một blogger có tiếng với nội dung Triệu Lệ Dĩnh chính thức tham gia cuộc chiến giành quyền nuôi con. Tin tức nhanh chóng được đẩy lên hàng top và lan truyền rộng rãi. Được biết, blogger trên từng đặt cho Triệu Lệ Dĩnh cái tên sao nữ soạt chân vì tin đồn cô ham chơi muốn đẩy quyền nuôi con cho chồng cũ. Nhưng bây giờ cũng chính blogger này tung tin cô quyết tâm giành lại quyền nuôi con vì không thể chịu đựng nổi sự xấu tính của mẹ chồng. Blogger này tiết lộ, sau khi ly hôn, mẹ chồng liên tục bêu rếu nói xấu con dâu cũ. Không những thế, mỗi lần Triệu Lệ Dĩnh đến thăm con trai, cô đều bị mẹ chồng khước từ bằng 1001 lý do. Cũng theo nội dung bài viết, Triệu Lệ Dĩnh đã phản ánh sự việc trên nhiều lần cho Phùng Thiệu Phong, nhưng nam diễn viên trả lời vòng vo và tỏ thái độ không hợp tác. Chính vì điều này, nữ diễn viên họ Triệu quyết tâm giành lại quyền nuôi con từ gia đình nhà chồng. Sau khi biết quyết định của vợ cũ, Phùng Thiệu Phong bỏ tiền mua hàng loạt bài báo nhằm bôi nhọ danh dự của cô. Tuy nhiên, vì bản năng của một người mẹ, Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm tìm đến luật sư để giải quyết vụ việc. Blogger này cho biết thêm, Triệu Lệ Dĩnh khi nhận phim đã có thêm yêu cầu mới, cô muốn con trai và bảo mẫu của mình được phép tới phim trường. Đây được cho là động thái phủ nhận thông tin Phùng Thiệu Phong có trong tay quyền nuôi quý tử Tưởng Tượng. Hiện tại, con trai của nữ diễn viên mới được 2 tuổi, việc Triệu Lệ Dĩnh đưa con đi theo đến phim trường gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận khen ngợi vợ cũ của Phùng Thiệu Phong là người có trách nhiệm, không nỡ để con hoàn toàn cho người giúp việc chăm sóc, mà muốn đích thân chăm sóc con của mình. Số khác lại cho rằng nữ diễn viên là người mẹ vô trách nhiệm. Bởi từ năm 2020, Triệu Lệ Dĩnh tham gia liên tiếp không dưới 3 bộ phim, cô sớm trở lại phim trường sau khi sinh con. Ngoài đóng phim, nữ diễn viên còn làm kinh doanh. Dường như việc kiếm tiền với cô quan trọng hơn dành phần lớn thời gian cho người con bé bỏng của mình. Chưa kể để một đứa trẻ 2 tuổi đi theo mẹ tới phim trường là quá vất vả cho bé. Thật ra những tin đồn về mẹ chồng cũng như quyền nuôi con của Triệu Lệ Dĩnh không phải gần đây mới xuất hiện. Cách đây không lâu, trang Nest khẳng định chỉ khi Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận điều kiện không nuôi con, Phùng Thiệu Phong mới ký vào đơn ly hôn. Bởi vì xuất thân không vẻ vang như chồng cũ, nữ diễn viên đành ngậm ngùi xa con để thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngày 15 tháng 5 vừa rồi, Sohu cũng có một bài viết về cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng với dòng tiết. Hợp đồng trước hôn nhân bất ngờ bị lộ, người tồi tệ không phải là Phùng Thiệu Phong mà là người mẹ chồng gia đình giàu có. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ lý do cô không đưa con trai tới Thượng Hải để sống cùng mình. Thật ra thì tôi cũng muốn lắm nhưng thằng bé vẫn luôn sống cùng với ông bà nội, không nhẫn tâm rời xa, mà Phùng Thiệu Phong cũng hy vọng có thể tôn trọng quyết định của hai vị trưởng bối. Điều này khiến cộng đồng mạng cho rằng Phùng Thiệu Phong đã lấy danh nghĩa bố mẹ mình để ép buộc Triệu Lệ Dĩnh từ bỏ quyền nuôi con. Cũng nhiều ý kiến cho rằng có thể do nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh quá bận rộn với lịch trình công việc nên không thể chăm con. Thậm chí một bộ phận netizen cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cũng giống như Dương Mịch, không muốn nuôi con vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân sau này. Được biết, đây không phải là lần đầu Triệu Lệ Dĩnh bị tin đồn mất quyền nuôi con sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên, phía Triệu Lệ Dĩnh cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước báo giới về việc mất quyền nuôi con. Đối với những tin đồn xung quanh vụ ly hôn, phía hai diễn viên cũng hoàn toàn im lặng. Nguồn tin cho hay, mẹ của Phùng Thiệu Phong luôn coi thường xuất thân nông thôn của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi biết tin nữ diễn viên mang bầu, bà muốn Triệu Lệ Dĩnh phải phá thai. Nhưng khi biết nàng Sam Sam mang bầu con trai, bà mới đồng ý để cô bước chân vào cửa hào môn. Hiện tại, đây vẫn chỉ là tin đồn được các trang báo xứ Trung chia sẻ trên mạng xã hội, hoàn toàn không có sự xác nhận của Triệu Lệ Dĩnh hay Phùng Thiệu Phong. Có thể thấy, chính vì cuộc hôn nhân diễn ra quá đỗi chóng vánh mà cặp đôi đối mặt với vô số lời đồn không thể phân định rõ đúng sai.